Tối ngày 19 tháng 12, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phương Nam tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, tuyên truyền công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2020, luật nghĩa vụ quân sự tại nhà văn hóa khu Bạch Đằng 1. Trong chương trình, cán bộ và nhân dân phường Phương Nam đã được xem các video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2020, luật nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, những điệu nhảy dân vũ sôi động, các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước được đội văn nghệ quần chúng thành phố và nhân dân phường Phương Nam biểu diễn, mang đến cho chương trình không khí vui tươi phấn khởi. Đặc biệt, tiểu phẩm Ước mơ trở thành người lính để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, chương trình tuyên truyền lưu động được tổ chức tại phường Phương Đông đã đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân địa phương.